Tên sừng trâu kia, kế hoạch của nhà ngươi không bao giờ thành công đâu. Câm miệng, ta là mặt nạ hai sừng, và chắc chắn ta sẽ bắt được mẹ thiên nhiên. Đếm của ta chắc chắn sẽ thắng nhà ngươi. Để xem. Chưa sáng mà. Chưa sáng cũng phải đi. Đi tới núi Nguyên chứ đi đâu. Đi lên. Nói nghe nè, núi Nguyên nguy hiểm lắm á nha. Tới đó toàn robot không á. Nguy hiểm hả? Nguy hiểm như thế nào cũng phải cứu mẹ mình ra. Đi đâu vậy đó, nó phải đường đó đâu. Đường tới núi Nguyên ở đây mà. Mai mốt làm thang máy đi cho nó đỡ mệt nha. Mệt quá à. Nói đây là núi Nguyên đâu? Đó, núi Nguyên kìa.